Nếu có ai đó đã từng đưa tiền cho tôi mà chưa nhận được chó thì hãy để lại số điện thoại và bình luận ở phía dưới. Hoặc những con chó mà tôi bán cho anh em bị giả lại mà chưa nhận được tiền thì xin mời anh em cũng để lại số điện thoại và bình luận ở bên dưới. Sẽ đền một gấp 10 lần tiền cho anh em, bởi vì riêng kênh YouTube của Lại Đăng sẽ không có sự lừa lọc ở đây. Quan điểm của tôi là con chó như nào và miêu tả đúng như vậy. Có thể có những con khi đổi chủ nó làm việc cũng chưa được như ý, mong anh em cũng hết sức thông cảm. Bởi vì nó là con vật cho nên là đôi khi là suy nghĩ của con vật thì mình cũng không thể đoán trước được. Và đây là con mực vừa mới về. Xin mời anh em theo dõi video chi tiết về con chó này nha. Các bạn thân mến, hôm nay tôi đang có mặt tại địa phận của tỉnh Tuyên Quang. Và đây là đỉnh Đèo Khế, giáp danh giữa tỉnh Thái Nguyên và bên kia là Tuyên Quang. Nhưng đây chưa phải là điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay. Và tôi đã di chuyển được khoảng độ hơn 50 km. Và vẫn còn hơn 50 km nữa thì mới đến điểm đến cuối cùng. Đó là tỉnh Vĩnh Phúc. Đang đi giữa ranh giới hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đấy. Đây là đỉnh Đèo Khế. Phía sau lưng tôi là địa phận của, đây là biển, này là Thái Nguyên. Bây giờ sẽ bắt đầu đổ đèo. Bây giờ thì tôi đã di chuyển được khoảng 100 km rồi. Và khi đến với sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc thì tôi thấy có một điều đặc biệt là toàn là mía thôi ở trên đồi cao này. Và kia tất cả những cái đồi xa xa kia cũng toàn là mía thôi. Bây giờ sẽ tiếp tục di chuyển để đi xem con chó đã. Đây mình đang ở chỗ trường tiểu học Phú Lương, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây chú Tân. Xin chào cả nhà nhé. Chú Kim Tân. Hôm nay hai anh em đang giao dịch con chó này. Mới chỉ thấy ở trên điện thoại thôi, còn cũng muốn lên để xem thực tế này nó như nào. Con này đi ác lắm. Xỉu lắm. Chịu khó. Nó đang đà bắt đầu đang động lực đấy. Đang động tơ đi tơ bắt đầu nó đang sùng á. Bắt đầu đang ham gái rồi không? Gái thì nó đi nhau nhàng tí rồi lại thấy nó về rồi. Nó có cái con này là con nhỏ này là khoảng 5 cân đấy nhỉ? Em không rõ là chẳng cân. Tầm tầm đấy. Chưa được. Nhưng mà nó con này đi cũng ác lắm. Nó kiểu người nó thấp, nó đi nhanh nhẹ lắm. Con này theo đàn. Con chó này là đợt rồi nó bị hải bị ghẻ không hay răng đổi lông? Đã đợt đó là đổi lông đây đâu. Nó chưa lông nó như thế này mà. Cái người nó hơi sức sát nọ mấy. Đấy, nó kiểu sức nhiều em kiểu cho nó nằm vào cái chỗ ấy á. Hay là em cho ăn mặn nhiều? Không biết được, em không để ý là bây giờ nó đang ra lông thay cái kiểu cái lông. Con này đốm lưỡi bên trong phải không? Đốm lưỡi bên trong. Anh thì đốm được mà ngày không lắm được. Bắt hơi gì đi ghê lắm, nhoang nhoang nó tìm á. Nó to. Con này nó đi hơi cao hay thấp nhỉ? Em không biết, thì thấy cả thấp, lúc cả cao, lúc thấy cả người cao, lúc cả người thấp đi con này. Thôi cho nó ra ngoài tí đi, cho nó thoải mái tí. Đi hơn 100 cây số anh em ạ. Để cho ra ngoài nhìn ngắm. Đây là toàn đi xa cũng cho vào lồng thoải mái. Vâng. Con chó nó đang thay lông. Đây là mực à? Con này khoảng 15 cân nhỉ? Không rõ đâu. 15 cân. Xem chân móng tí xem nào. Chân móng nó mòn hết rồi. Đi núi nhiều. Con này đi nhiều mòn hết chân. Mòn móng.
Có là chó móng sắc không ăn thua đâu. Ờ, chân móng... Chó anh phải để lại móng này, nó không có móng vuốt này này. Ờ, thì nó đi nhiều nó mới cùn. Đây con này anh sờ thoải mái mà, ngoan lắm. Đây lông đang đổi, đang mọc đấy. Ngày mai lông nó phải đen bóng lên nó mới ổn định nhỉ. Chó này em đi săn đêm nhiều chưa? Con này đi săn đêm được mấy lần rồi. Vậy là ngày đi đêm đi vô tư phải không? Đêm đi gặp là vẫn đuổi mầm luôn. Con này mèo nhà chơi không? Mèo thì nó, con này mèo thì không chơi. Không chơi à? Nó chỉ có thú nhỏ thôi. Thú to thì cũng đuổi theo. Ờ. Được săn thú to lần nào chưa? Thì cùng đàn ấy. Được săn mấy lần rồi. Biết mùi được cắn chưa? Cắn thì sẽ được cắn. À, thế à? Được hạ được mồi rồi. Năm nay đi đen lắm, năm nay á. Ờ. Năm nay đi con thì... Giờ nó hiếm quá rồi nhỉ? Con này thì tầm tháng nữa lông rước nó ổn định xong hết thì con này nó bây giờ nó đang tuổi này, nó đang tuổi non nó. Nó phải cứng cáp dần cho con này mới là con này theo em mắt em nhìn là con này là được đấy. Đấy okay, bởi vì theo săn, okay. Theo em là em cũng sử dụng chó nhiều mà em vấn đề là em nuôi con chó này nhiều. Em thấy nó là có khả năng săn thú to. Con này nếu mà để em nói là có khả năng đi săn thú to thì săn được con này. Săn được. Thứ nhất là nó phải đi xa đi rộng nó lì. Đi xa mà con này đi xa. Nó chịu khó rồi. Dù nó đi nó ấy bắt được con nó đến nó sủa mồm luôn. À thế à. Rùa rắn chưa thử đâu à? Rắn thì không thử. Không cần. Con nào săn rắn thì săn rắn giỏi đi, còn cứ săn nhùng nhằng linh tinh. Đấy. Chó mình là nói thế thôi. Bi cà đầy đủ. Con này đen, có một vài sợi lông trắng ở ngực. Lưỡi thì cũng quá đốm. Đội mũ vào cùng. Khoảng 15 cân. Alo. Người lạ nhưng mà phải là trong đội đi săn, đúng không? Đội đi săn hoặc là kể cả người đến nhà nó rất dữ. À thế à? Người mà đến nhà chơi dữ lắm, nhưng mà nếu mà ấy tí là nó quen ngay rồi. Còn... À, ngồi đi, ngồi nhà một lúc rồi. Qua được cái mũi thì cũng khá nha. Mũi này nhìn được mà, mũi lỗ rộng. Dạo này anh em nó cũng bảo anh bắt chó con nhiều, nó chưa tiện lên thì để... À. Con này nó đái ra đây rồi. Đái thì em vứt bỏ. Bỏ ra cho nó. Con này cho ra tí nó chạy lung nhông. Đây con chó cái, mình lấy luôn cả con chó cái nhỏ này khoảng 5kg. Đi vệ sinh thoải mái đi. Con này rùa nó cũng ham lắm à? Rùa em không biết nhưng mà đi buổi đầu ấy, con kia bắt phát là đến là nó cắn cũng cắn âm ầm luôn. Bắt mấy lần cua rồi á. Hôm em đi kiểu mưa ra chắc cua kiểu nó ngửi mùi nó tưởng rùa là nào. Đúng rồi, vì anh thấy một số anh em bảo đấy là cứ con chó nào mà nó ham cua thì nó sẽ ham rùa. Biết là con này nếu mà đi nhiều chỗ nào rùa nhiều nó bắt ngay. Còn các loại thú kia thì nó đang săn thì cái đấy không nói. Chồn đen bạc máng này nó ham. Ôi nó đuổi cái con đực ra cái của em nó không theo được nó đâu. Thế à? Theo được đâu, con kia nó đi chậm. Con kia chậm, con này nhanh à? Con này nó đi nhanh. Nhìn khom người nó dài này, chó này nó dài hết sức. Con này thì so với con vàng ở nhà anh thì con vàng của anh nó dài hơn, cao hơn chút. Nó phải dài nó mới sức. Con của anh nó cao nó dài nhưng mà nhìn người chân tay nó nhẹ nhõm, nó đi gác lắm, nó lúc nào băng. Con này nào nó phải cứng cáp lên á. Cứng chó lên con này thì nó thuần. Con này chú đã tiêm phòng gì chưa? Em tiêm rồi. Tiêm 3 lần. Đây là lưng nó bị cắn nhau à? Rụng lông ơi. Đây đây, có cái vết. Chỗ này à? Không phải cắn nhau. Không phải đâu. Con này đợt vừa rồi là cũng bị ghẻ ghẻ nhẹ nhẹ đấy. Vừa thay lông vừa. Thay lông rồi. Tiêm thuốc có hết rồi đấy. Đang lại rồi. Mực à? Mực. Cả sợ đâu. Ý. Chủ không đi là không đi đâu. Quyết định là giao dịch với chú Tân là con chó này đây. Cách đây khoảng độ hơn tháng này đã định lấy con chó này rồi. Nhưng mà lúc đấy là hai anh em là hợp đồng là chưa vào nhau. Làm anh vào, anh làm bên đây, anh vào nhìn thấy anh vào.
Con nào nó đã tìm hơi tốt thì kể cả từ bé nó đã tìm hơi rồi. Từ bé em mang phát đi, phát có chó nhìn nó biết ngay mà. Nó cứ dí mũi xuống đất mà nó đi, mà quan trọng nó chịu khó. Con này đốm lưỡi đây nhá. Đây, anh thích chó là móng chân nó phải to như này. Móng chân to, dày như này, nó khỏe. Chân đào à? Ờ. Đào. Tất nhiên là con chó nó được cái nọ thì nó sẽ mất cái kia, nó không được hoàn hảo hết, nhưng mà có những đặc điểm mình cũng rất là thích. Như chó phải móng đen này này. Móng phải móng đen. Cái con bé kia về bây giờ tầm này chưa, bây giờ cho nó đi dần luyện à, con này là luyện. Con đấy phải tiêm phòng thứ. Thôi rồi, ok. Thôi, con này về cũng không phải tiêm phòng gì nữa đâu, phải không? Con này đừng tiêm á, em tiêm 3 lần rồi. Phòng là 7 bệnh á. À, 7 bệnh tiêm rồi gì? Tiêm hết rồi, cho em kể riêng rồi là cái thứ em tiêm hết rồi. Đã là mình chơi là mình phải giữ không, con cho đó. Em chơi em phải giữ, không mất bao nhiêu con chó vậy, không luyện được. Mà con này, con này nó có cái sống đấy ở mõm nhỉ? Đèo không anh? Đèo không? Có cái vệt lông. Có đẹp luôn đấy. Con này nhìn hơi lạ lạ, khác một chút. Đấy không? Sống lên này, đẹp. Lũ chó này nó lấy gần nhà thôi phải không? Con này hả? Ừ. Con này của em đấy. À, chó nhà đẻ ra hả? Vâng. À, thế à? Đẻ 2 đôi. À. 3, 4 con nhưng mà chết mất 2 con bị đợt đỏ ốm. Ừ. Chứa được 2 con. Ừ. Thiếu được con này với con kia. Cái cú xây ra. Quyết định giao dịch rồi anh em ạ. Quyết định rồi. Em quyết định rồi. Đi 100 cây số mà lên đây không bắt được. Vào lòng đi, về Thái Nguyên ra nhé. Về Thái Nguyên nhé. Đâu, con đấy thế nào? Tương lai không? Thế nào chó con? Nhìn có chó cái, nhìn tướng như chó đực ấy nhỉ? Tướng là như chó đực mà. Anh nhìn đầu. Hôm qua anh vừa bán một con chó cái bằng này. Anh mua anh mua một con chó bằng thế này, mua 550. Hôm qua vẫn bán. Nói chung tầm này anh cũng bán tầm 500, tầm này nhiều. Lại hôm nay tiện lên của chú thì bắt cũng thể. Con chó này nếu mà mua 500 bán 500 thì chẳng có lãi gì cả. Nhưng mà thôi tiện thì lấy luôn. Con giá là nhìn đi chất như là đây con chó con, nhưng mà nhìn đuôi thẳng sống lưng ấy. Đuôi thẳng sống lưng à. Chó này mới đẹp này. Con chó này nào. Thôi được rồi, bắt cho vào lòng nốt cho anh. Eo thon, chó đa số chó săn phải ngực nở. Bằng tầm này nó cũng chưa ổn định cái ổn định được. Thân hình của nó đâu, nào lớn chứ nữa. Thôi đi. Đi vào rồi. Cho hai anh em nó về. Hai anh em thật. Một đồ xe. Thôi đi nhá, đi chỗ đi. Em cho cái chân đây bà tí. Ý là kia là cái xốp đậy trên nữa, vì bây giờ đang chưa nắng. Chú lấy cái dây chú qua khỏi anh. Không, đây rồi, cái dây này thoải mái mà. Đi chủ mới tìm cái hàng nhiều đổi nhá. Về đấy mới nào thì sẽ vào lồng đi khắp nơi. Vâng, mình rèn luyện con chó nó vào lồng đi khắp nơi nó cũng ngon mà. Đây hôm nay em cho buổi đầu lồng ấy. Đây buộc trên này cho anh đây. Vẫn đi đỡ lọc sạch, lọc sạch. Con này nhìn cái mồm dữ phết đấy. Chưa biết là cắn mồi thế nào đâu. Cắn bảo là chưa bị lợn chơi, chưa vỡ đòn được. Vỡ đòn là vỡ đòn là thôi chết ở đấy. Rồi, hai chiến binh đẹp quá rồi. Rồi